Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây có nhiều phần mộ anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ yên nghỉ. Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo một số huyện thành thị. Trong không khí trang nghiêm thành kính và lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ Bắc Hồ và anh linh các anh hùng liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc để đất nước ta phát triển như ngày nay. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết, quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, quan tâm giáo dục các thế hệ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của cha ông, tích cực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Sau lễ dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng đoàn đã đến thắp hương trên các ngôi mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích trên 20 ha, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt là nơi yên nghỉ của hơn 3.000 anh linh các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây có 40 phần mộ liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Phú, trong đó có 22 phần mộ liệt sĩ là người con quê hương Phú Thọ. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là hoạt động hàng năm của tỉnh Phú Thọ, nhằm thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ nói chung và những người con của quê hương đất tổ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.